Ủa cô Tý, làm gì ngoài này vậy? Anh Quang, cái hầm này có cá lia nè. Nữa mình rủ anh Vinh qua đây quay vlog được á. Ừ. Rồi mày vớt được nhiều không? Quả này em vớt được mấy con để trong nhà kìa. Mà mấy anh em qua nhà em chơi mắc mới gì mặc đồ đẹp gì hả? Đi ra đường mặc đồ cho lịch sự xíu chứ có ở đâu đẹp mày. Nhờ vậy á mà mới đi từ đầu đường vô tới đây á là có mấy em gái để ý tao rồi đó. Rồi xử lý thì sao? Tao phải cố nén niềm vui đó lại, tỏ ra thật lạnh lùng, nhắm mắt lại đi một mặt tới đây luôn. Mày tỏ ra lạnh lùng cho dữ vô, người ta có nhìn mày đâu. Nhìn thằng Quang nè. Thôi đi vô thái độ quá chút cái phía nè mày ơi. Ừ. Đi. Cái sớm em nó đẹp như vậy nè, mà sao em không chịu thường xuyên quay phim để có nhiều clip up lên kênh hả cô Tý? Em quay phim xấu quá hả anh ơi, tháng gian clip được rồi. Thường trước khi muốn quay một cái nội dung nào đó là tụi mình phải đi khảo sát trước. Ví dụ như muốn quay bắt cá đi, là tụi mình phải đi tìm những cái nhánh sông hoặc là những cái hầm nào mà có nhiều cá là tụi mình mới bắt đầu tiến hành quay được nha các bạn. Vậy đó mà có nhiều bạn nhỏ không biết, nói mình mua cá thả xuống rồi bắt lên. Bạn nghĩ thử đi, cái nhánh sông như vậy nè, mua bao nhiêu tấn cá thả xuống để quay đựng clip. Thôi mấy anh em tranh thủ về thay đồ rồi đi quay phim nè. Lẹ đi. Anh Lợi, nè anh mặc đồ đẹp vậy. Lâu lâu lên đời bữa chứ sao mày. Bộ anh trúng số hả? Gần giống vậy đó. Anh trúng được nhiêu vậy? Không chịu vậy, có không chịu sao lên đời anh? 100 triệu. 100 triệu? Sao anh trúng vậy? Anh ăn mì hảo hảo, cào thẻ trúng đó. Mấy đứa xíu nữa vô dùng tiệc với anh nghe. Giờ anh vô nhận giải cái. Dạ. Alo Vinh ơi, ông anh bên nhà cô Tý ăn mì hảo hảo trúng giải nhất nè. Ông mời tụi mình qua ăn tiệc, coi qua lẻ mày. Thằng ơi nó no nè trời. Công nhận lâu lâu quay lại ăn mì hảo hảo thấy nó ngon chứ mày. Ừ, còn có thêm nhiều hương vị mới nữa chứ. Chuyến này về tao mì hảo hảo kiếm thẻ cào coi. Cô Tý. Hả? Coi gì cười nãy giờ mày. Em thấy cái clip trở về tối hơn của mấy anh em mình gần 3 triệu view rồi kìa. Ừ, thì nhờ vậy mình mới có động lực sắp tới quay tiếp cái series này chứ mày. Nhìn ơi, giờ này cũng trễ rồi, quay clip không kịp đâu. Này nghỉ ngơi ngày đi rồi sáng mai quay phim mày. Rồi, vậy nay anh em về nghỉ ngơi dưỡng sức đi rồi sáng mai qua nhà tôi quay phim sớm nha. Ok. Về. Yeah. Về mày. Trời, ủa cô Tý, sắp quay phim rồi làm gì mặt mày nhăn nhó kỳ cục mày? Hôm qua giờ em xem cái clip trở về tối hơn, có sự góp mặt của em chung với mấy anh em nè. Giờ em nói em trẻ trâu, không cho em quay phim chung với mấy anh nữa. Trời ơi, đã nói là series tuổi thơ thì từ hành động tới cử chỉ em nó phải như một đứa con nít. Chứ không lẽ em nói chuyện như ông già 80 tuổi vậy hả? Thì đó, em có gì hết cho giờ em hiểu, mà giờ em không có nghe. Tối hôm qua hai chồng cười lộn tới sáng luôn. Ê, rồi cãi lộn xong kết quả là sao? Ai thắng? Mày hỏi một câu dư thừa nữa. Hồi đó giờ có khi nào thấy đàn ông cãi lộn mà thắng phụ nữ không? Ừ. Quên. Tối qua mới cãi lộn với vợ mà sáng nay mày tới đây mày quay phim tiếp. Đúng là anh hùng hảo hế. Ê, em có điện thoại. Hả? Dạ em điện. Anh nghe nè em ơi. Anh đang làm gì đó? Anh đang ngủ. Thiệt không? Hay là đang quay phim? Anh nói với em rồi, anh đã hứa với em là anh không đi quay phim nữa mà.
Thôi gọi video kiểm tra đi. Anh nói là anh đang ngủ mà. Tối hôm qua em nói là anh nghe rồi. Thấy ngoan rồi đó. Anh đánh răng rửa mặt rồi kiếm gì ăn sáng đi nha. Anh trưởng thành rồi, anh tự lo cho ba Hân được mà. Em cứ yên tâm lo cho công việc của em đi. Hết giờ giải lao rồi, em vô làm việc tiếp à. Ừ, thôi ba em nha. Video này chúng ta sẽ trở lại tiếp tục thực hiện series về tuổi thơ. Ok luôn mày, tao thấy series này hay nè. Dứt tiếp chứ sao. Bắt buộc mình trở về làm series này nữa hả anh Vinh? Mày sợ vợ thì thôi đi mày, nghỉ đi. Sao, chơi không? Thấy mặt sợ vợ là tao biết rồi. Sợ vợ gì? Vợ có đồ sợ. Dứt. Mà thằng Phong đâu mày? Ai biết. Hồi nãy tao thấy nó đang làm gì trên phòng làm việc của mày á. Mà nó đập bàn phím dữ lắm. Ê, lên trên ngủ anh đi. Đây. Tạo chỉnh nhạc thiệt nhanh cho mày nhảy không kịp luôn nè con. Rồi tới minute. Trời ơi, oh my god, sai một nút. Nhỏ đi lên hạng nhất luôn rồi trời. Mấy anh em đang quay phim dưới. Mày ngồi đây làm gì? Thì nhẹ ao nè. Ừ, đi xuống quay nè. Ôi, audition. Cái game tuổi thơ em chơi hồi cấp 2 nè. Ê, mày có muốn chơi trò này nữa hả? Cái trò tuổi thơ của em đó. Anh Quang có chơi trò này không? Có sao không, mà hồi đó anh chơi với ẹt à. Chủ yếu là nạp cạc vô mua đồ mới mặc đi dễ cô gái. Ủa, mày tạo hồi nào mà mới có cấp 2 vậy Phong? Em mới tạo nick đây à, mới chơi có mấy gián lên cấp 2 luôn đó. Ê, có người vô phòng kìa. Ừ, để em vô. Trời ơi, mấy đứa cấp nhỏ này đem luộc nó cho. Được không mày? Cái nữa. Nãy giờ chưa khởi động. Trời ơi, đi ra đi. Để tao vô nè. Chơi đi. Hoài. Đó. Gán nhảy nha em Huy. Gán lên. Cái tiền thua ông ta kìa. Đó. Cái gì vô. Nè. Cái nữa cây. Cái gì vô rồi nè. Không vô. Đấy, em! Tiền liệt lên anh! Đó! Em ơi! Cái này Mimi đen! Đây, Mimi đen! Trời ơi! Trời ơi! Mâm sai luôn, quên mà trời! Ô, Phách! À, chín nút mà đeo rồi chứ! Chín nút rồi nha! Rồi đó, bắt được phía nẹt rồi, đụng ngầu rồi. Giờ đi với quay phim thì hay. Đi quay phim đó. Đi một tí rồi. Đi em ơi. Rồi giờ làm gì nữa đây? Ủa? Ăn gì vậy? Con ăn gì vậy? Đâu? Ủa con ăn gì ạ? Cái nhỏ anh. Ai cho con? Cái bác Phương. Con Phương này cho nhỏ ăn trái gì được không trời? Cái này là trái nhãn lồng ăn ngon mà em. Hồi nhỏ tụi mình ăn hoài mà. Bây giờ mà kiếm đâu được mấy trái này hay thiệt luôn á. Ê anh em, tôi biết chỗ này nhiều nhãn lồng lắm nè, đi hái không? Đi, 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 đi mày. Thôi mấy anh em đi trước đi, tao lại chơi với bồng bon chút xíu rồi qua hái sao. Nè con biết ăn này không, ăn thử coi. Cho coi coi, ngon không vậy? Con thấy ngon không? Ngon không con? Ngon không? Dạ ngon. Dạ ngon. Ngon không? Ngon. Trời ơi ngon không? Dạ ngon. Ừ. Trời trời là cái gì? Thấy cái nhãn lồng nào đâu trời. Hồi nãy Vinh nó chỉ trong này thì trong này có chứ. Ê đây nè. Thấy rồi. Không. Dạ. Làm gì vậy? Em muốn hái mấy trái bên kia là phải đi vòng qua để hái. Chứ giờ em kéo vậy rồi cái đứt dây chết cây hết uổng lắm. Uổng gì trời? Mấy cây nhãn lồng này là mấy cây dại. Anh thích thì qua vườn nhà em hái, nó mọc đầy ngoài vườn á. À, tính ra nhà em có nguyên kho báo thuốc nam luôn á. Kho báo gì trời? Cha em từng nào cũng xịt thuốc cỏ cho nó chết chân á. Mà nó chết được thời gian cái nó mọc lại một đống luôn à. Ý anh nói cây nhãn lồng này là cái bài thuốc nam, trị được nhiều bệnh lắm luôn đó. Vậy hả? Ừ. Phải rồi Phong ơi, cái thân cây nhãn lồng này chữa được suy nhược cơ thể nè. Còn cái lá của nó trị được mụn nhọt nữa. Anh làm gì vậy? Coi coi có ghẻ ngứa không? Cái em đâu có dơ đâu mà nói ghẻ. Cái lá của nó cũng trị được ghẻ ngứa đó. Anh có biết công dụng của đọt nhãn lồng này là gì không?
Mày nói lẹ lên đi, tao sắp chịu đựng hết nổi rồi đó. Cái đọt nhãn lồng này nè, chiều mình hái nấu canh ăn ha, tối sẽ ngủ sâu như chết vậy đó. Thôi vậy tao không có ăn đâu mày ơi. Sao vậy? Tối ngủ sâu vậy ăn trộm vô lấy hết đồ rồi sao tao biết? Nhà anh có gì giá trị đâu mà sợ ăn trộm. Quên. Rồi hai nhân lộn ăn rồi, rồi ấy đi. Nói gì phải rồi tự ái gì nữa. Đây. Ở quê mình gọi nó là cây nhãn lồng, nhưng mà một số chỗ khác thì gọi nó là cây lạc tiên, có chỗ thì lại gọi là cây lồng đèn, có người thì lại bảo nó là cây chùm bao. Bệnh kiết lỵ là một cái căn bệnh liên quan tới viêm nhiễm đường ruột do một con virus bạn đi tiêu nó ra máu đó, là ăn cái trái này vô nó sẽ chữa được căn bệnh đó. Ăn đọt cây nhãn lồng thì chữa được cái bệnh mất ngủ, nó giúp cho bạn ngủ sâu. Ngon dữ ha. Để hái trái nha, ăn coi. Thảm gài suy nghĩ quay video nhiều quá cái đầu nó stress rồi. Con nhà hai bạn mới chơi ngon chứ. Anh Vinh hả? Nhãn lòng xong đi về trước rồi. Rồi mấy anh em mình tranh thủ về coi nó làm trò gì nữa. Còn cụ Tí sao anh Quang? Kệ đi, đại bàn gãy cánh rồi, cho nằm nghỉ ngơi chút xíu nữa là tự về. Thôi, thôi về. Con Vinh nó bại cái trò gì nữa nè. Lẹ rồi. Kìa, chơi gì hả? Thằng ơi, hai con cá ly thia tao đang cho đá bóng nè. Mày cũng chơi mấy con cá ly thia đồng này nữa hả Vinh? Mà anh đã dở quá mày ơi, để đây một buổi nó mới chịu đá. Ủa mà mày bắt mấy con này ở đâu chỉ chỗ tao bắt với vậy? Hồi xưa team tôi nó bắt cái hầm ở sau vườn đó. Giờ mấy anh em mày ra ngoài đó vớt hồi là có à. Dễ không trời? Khó à nghe. Tao vớt cũng một buổi mới được hai con này đó. Thằng ơi. Vậy thôi về mấy hầm bèo sau vườn nhà em nè. Bắt cá lê cho nó nhiều. Đúng rồi. Đi chung nè anh Vinh. Đi bắt chung nè. Tao có cá lê thia rồi mấy anh em mày đi bắt đi. Ủa đem về đây đá vô cá của tao. Trời ơi. Mấy con đây. Đi. Đi dỗ với vậy xuống. Đi. Lấy cái mấy ngày nay tao cho mày ăn mũi ha. Rồi để về đá chết mấy con cá mình kia cho tao nha. Mà ngoài đây nhiều hầm vậy rồi biết hầm nào có cá lia thia mà chứ. Theo kinh nghiệm hồi nhỏ với cá lia thia của anh á, thì cái hầm nào có nhiều lục bình với nhiều gông là có cá à. À vậy kiếm đi. Cái hầm này được không? Cái hầm này trống lỏng mà không có gì hết trơn em ơi. Kiếm hầm khác đi. Ok. Ê cái hầm bên đây nhiều gông nè. Đúng rồi, gông quá trời nè, đây có nè. Đi xuống đây đi. Ê bỏ dép ra đi, cởi áo ra luôn. Ừ, để ngồi dơ đó. Cởi áo ra mới được. Quá dơ rồi. Ê. Xuống đây. Ê. Cẩn thận nhanh đi. Ừ, cái tay đúng quá em ơi. Ê, anh đi qua anh kia đi, em bên đây bắt cho. Rồi. Cái gỗ nè. Đây, được anh, cái gỗ. Ê. Cái gì à? Anh làm nhẹ nhẹ thôi, để đục nước khó bắt lắm đó. Ở đây đất nó lúng quá em ơi. Được nào chưa Phong? Không thấy. Có dẹt dẹt lông lên á, bên dưới lông nhiều lắm. Quy ơi, hả? Cái hầm nước cạn vậy rồi anh nhắm có cá lia thia không? Mấy cá lia thia đâu cần ở chỗ nước sâu đâu em. Chỗ nào có nhiều lông với lục bình là có nó ở à. À vậy để em xúc bình đây thử. Ở đây lông quá trời nè, xúc đi em. Không có nữa rồi. Ê, dính rồi nè Phong ơi. Sao? Đây, đây, đây. Nạn cá bóng chứ đâu phải cá lia thia đâu. Vậy thôi anh bỏ. Khoan. Bỏ vô thao nè anh, chiều về kho tiêu ăn. Vậy cũng được nè hả? Kỳ ta. Ê anh dính tượng con rồi nè. Đâu?
Đây. Ê, con này đẹp quá trời nè. Đây đây đây, để anh bắt lên tay cho các bạn coi. Nè. Đó, một con đầu tiên. Ủa cô Tý, hả? Em nói cái hầm này nhiều cá lê thê lắm mà sao nãy giờ anh Xúc không dính con nào chứ mày? Toàn ốc không nè. Từ từ anh ơi, bây giờ hai anh em mình nè quậy cho động nước đây đi. Mấy con cá lê thê nó sợ á, nó sẽ chui vô đám lục bình này nè. Rồi chút xíu nữa hai anh em mình vô đây xúc. Ai cho hỏi cái này cái nữa ơi. Bộ cái giường này nhiều hầm dữ lắm, hằng sao mà em kêu hai nó ra ngoài xúc vậy? Rồi có cá lê thê không mày? Có chứ anh, mới năm ngoái đây nè, em dẫn tụi nhỏ ra đây bắt cá lê thê dính mấy chục con luôn á. Đã vậy. Ê vậy giờ vô đây xúc bụi lục bình này đi. Ừ, lấy cái gỗ ra đi, gỗ nhỏ xíu xúc vậy. Rồi xúc đi. Nắm cái đầu này nè. Nè, 1 2 3. Ồ vô. Ồ rồi dễ lên, dễ lên, dễ lên. Vô 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 vô. Rồi. Dạ anh có không? Trời ơi nó càng ngày càng nặng rồi. Ê con cái bóng nè, bắt luôn. Bắt nè, luôn. Con cái bóng nè. Đó, rồi, ốc nè, ốc giống chân luôn. Rồi. Ở trong kia còn bụi lục bình cuối cùng kìa. Vô trong đó xúc cô thấy ơi. Rồi. Đây có con cá bảy chậu nữa. Thôi bỏ đi. Rồi tiếp đi. Tiếp tục. Con bắt dính thêm được con cá nào nữa không anh Huy? Không có con nào nữa trơn em ơi. Cái gì cười vậy? Em bị cuốn kẹo rồi. Gỡ lên tiếp em đi. Để dạ. Ơi con cua này. Rồi con ơi. Mày tới số rồi, chiều nay đem về nướng mày ăn luôn. Tôm này mà chấm với nước mắm ớt ăn mới ngon nè. Để đi, vô gốc nước mắm đem ra coi. Để lên, để lên, để lên. Không biết được nhiều không? Ê, anh em ơi, không có nhiều gì hải sản ngon quá nè. Ở đâu ra vậy? Chắc anh Trinh biết anh em mình đi bắt cá gì đó cho nên chuẩn bị sẵn đó. Đây, tôi xíu con tôm này nha. Ngon quá. Ừ. Ngon quá. Đã quá. Ngọt. Tao biết mày ơi. Tôm thịt quá trời luôn. Tao biết mày. Ừ. Gì mày? Dĩa mì xào hải sản của tao làm mà sao mấy thằng bay về ăn hết trơn rồi? Ủa không phải làm cho tụi tao ăn hả? Trời ơi. Sao biết tụi mày về làm sẵn? Trời ơi. Bắt cá đi thì có không? Có được không? Trời ơi, con tí bắt được ba con rồi mà. Bắt cá thì là anh Vinh. Giờ mấy anh em đi đá đi. Còn con cá của ai dữ nhất? Đất tôi sợ mày. Ra sau hè chứ. Đi. Đi. Dạ lên. À. Đúng rồi, sắp sắp vô con. Sắp vô con. À. À, cá nó chạy rồi kìa. Mày dễ đứt đuôi cá con phòng tao. Mổ nó con, mổ dùng nó. Dùng tiệt chiêu cắn lung tung đi. Trời à. Ơi, kỳ vậy con. Ôi, ơi, sao mày gieo quay vậy? Mày bắt tung cá giống rồi, con Tý ơi. Ừ. Chạy rồi nha. To rồi đó. Cá con Tý thua rồi, ơi. Thôi, bắt cá đi. Rồi tách ra đem ra ngoài rồi, đi. Rồi anh quên vô đây. Nè. Mày vô đây đấu với con cá chiến của tao nè Huy. Rồi hàng bay đấy. Vô đây. Ê không được rồi mày ơi. Tới giờ chiến cá tao tái mét rồi. Này sao đá được. Ờ cá dở mày đi ra đi. Mày vô đây. Rồi, vô đây. Mày vô đây luôn. Rồi chế. Rồi đổ vô. Rồi đổ vô đi. Chế vô chài nha. Rồi ok. Rồi xong rồi đá. Rồi coi nè. Chưa đá nữa. Từ từ mày mới thả vô mà. Con cá của tao buồn mang luôn kìa. Đá nó. Yeah đá nó. Giúp vô cái đuôi đó con. Đó đó đá rồi. Đúng rồi.
Rồi nẻ nó, cắn vô con mắt nó cho mù mù mắt khỏi đã. Như mày cắn nó con, cắn cái đó, cắn tao mổ mày kìa, cắn vô cái đuôi của nó kìa. Mày vậy chiến mình nó bỏ vậy nó. Anh Phong, anh Phong, hai con cá chống mà làm hành động gì kỳ quá. Phải chi con cá này của tao ha, là tao kho tiêu chung với con cá bóng hồi nãy rồi. Nhả ra, nhả ra đi con, đừng có đổ môi nữa. Đá nó, đá nó, đá nó. Căng kỳ nữa, dứt, dứt, căng kỳ nữa, đá nó. Đây rồi, con cá thải, bắt ra đi. Đây, bắt cá thải ra ngoài rồi. Ui, bắt cá nhìn rồi, dở quá. Chiến binh thép kiểu này chết luôn rồi. Quá con ơi. Lâu lâu quay lại cái clip cho về tới hơi nè. Buổi sáng thì nó khỏe mà sao buổi chiều đuối quá à. Chắc là do mấy anh em lớn tuổi các bạn ơi. Mà tính ra game nhảy ao nè, hồi học cấp 2 thì em chơi giỏi á, mà sáng này chơi lại giới hạn à. Mấy ngón tay cậu bằng phím cứ ngắt, không còn linh hoạt như xưa nữa. Mày tuổi gì với anh, hồi đó anh mua nguyên cái vàng PC gì để nhà chơi game luôn đó. Mà cứ từng là thay cái bàn phím à. Trời ơi, anh xem máy gì tổn gì vậy. Chờ ấm lại người ta, tức quá đập hư cái bàn phím luôn. Nóng tính quá rồi đó anh trai à. Chứ con nít hồi đó có điện thoại đâu mà xài, cứ học bài xong là chơi game à. Vậy là xưa anh cũng thuộc dạng nghiện game nặng nên Quy. Quy nói vậy cũng phải rồi em ơi. Cái thời của tụi mình á, học sinh đi học ngày có một buổi à. Buổi còn lại sau khi học bài xong là ngủ nhau tắm sông nhảy cầu, người bơi nổi dưới sông á, kiếm những cái bờ nào mà có trái nhãn lồng với lại thù lù hái. Mà tính ra sau tới thời giờ cái kiếm trái nhãn lồng cũng khó nữa các bạn. Hiện tại nó mới đúng rồi đó anh em. Mà nó nghe sáng tới giờ á, anh có kiếm mệt rồi, bây giờ anh em đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai tới đây Quy đứt tiếp. Mặc dù có bạn không có trải qua được những cái kỷ niệm đáng nhớ của tụi mình, nhưng mà xem xong clip này nha, mình đảm bảo luôn là các bạn sẽ có thêm rất là nhiều kiến thức mới luôn á. À, tạm biệt các bạn, rồi đi vô đánh gan người ta cái đi mới nhanh. Không đâu, Quy đứt tiếp rồi. Nói chung á là hẹn gặp mọi người video tiếp theo nha. Bây giờ mình tạm biệt các bạn thôi. Thôi đi về đi. Tạm biệt các bạn nha. Các bạn, mình về. Mấy đứa tránh xa xa ra giùm anh cái đi, lỡ ném lạc đạn cái lỗ đầu luôn đó. Kịp lấy tay che máy quay lại rồi. Nãy giờ